đã có 505.000 chủ sở hữu ô tô đăng ký sử dụng dịch vụ ePass, dịch vụ thu phí không dừng do Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, liên doanh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội và đối tác xây dựng triển khai. Hệ thống này đã góp phần nâng tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí tự động trên toàn quốc từ 26% hồi đầu năm lên 40% như là hiện nay. Chỉ sau 4 tháng đưa vào vận hành thì ePass đã có gần 3.000 điểm dịch vụ cố định phục vụ dán thẻ thu phí tự động. Lượng khách hàng đạt 550.000 xe, chiếm 1/3 lượng phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí không dừng trên toàn quốc. Với nền tảng công nghệ số, hệ thống đảm bảo xây dựng, hệ sinh thái giao thông số, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia có tỷ lệ phương tiện dán thẻ thu phí tự động cao nhất khu vực.